Nguyễn Thị Huyền giành huy chương vàng SEA Games thứ 12, đi vào lịch sử điền kinh khu vực. Không chỉ xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch chạy 400m vượt rào, Nguyễn Thị Huyền còn trở thành vận động viên giành nhiều huy chương vàng nhất môn thể thao nữ hoàng ở đấu trường SEA Games. Bước vào chung kết nội dung chạy 400m vượt rào nữ, Nguyễn Thị Huyền xác định đối thủ chính cạnh tranh tấm huy chương vàng là Robin Loren Bram Crisotomo của Philippines. Ở chung kết 400m sở trường hôm 9 tháng 5, chân chạy quê Ý Yên, Nam Định dù đang giữ huy chương vàng nhưng bị xếp ở làng chạy số 7 không phải hạt giống. Cô không bảo vệ được chức vô địch khi về sau vận động viên Malaysia. Bước với quyết tâm cao độ, Huyền nỗ lực bám đuổi đối thủ cho đến khi cách vạch đích khoảng 50m, cô tung cú nước rút ngoạn mục. Nguyễn Thị Huyền dần thu hẹp khoảng cách rồi vượt lên ở khoảng 6m cuối trước khi cán đích đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của chân chạy Philippines. Thành tích của bà mẹ một con là 56 giây 29, nhanh hơn Robin Loren chỉ 22% giây. Huy chương đồng ở nội dung này thuộc về vận động viên khác của Việt Nam là Nguyễn Thị Ngọc, với thành tích 59 giây 09. Càng kinh ngạc hơn khi đây là tấm huy chương vàng thứ 12 của Nguyễn Thị Huyền tại các kỳ SEA Games. Thành tích mà chưa từng có vận động viên điền kinh Việt Nam nào làm được. Vận động viên sinh năm 1993 giành 3 huy chương vàng ở SEA Games năm 2015, 3 huy chương vàng năm 2017, 2 huy chương vàng năm 2019, 2 huy chương vàng năm 2022 và 2 huy chương vàng ở kỳ đại hội năm nay. Không những vậy, với 12 huy chương vàng giành được, chân chạy đón sinh nhật tròn tuổi 30 vào ngày 19 tháng 5 tới đây còn đi vào lịch sử môn thể thao nữ hoàng khu vực khi là vận động viên điền kinh giành nhiều huy chương vàng nhất trong các kỳ SEA Games. Một số hình ảnh chiến thắng của Nguyễn Thị Huyền.